Diễn viên Phương Oanh đã đăng ký kết hôn với doanh nhân Nguyễn Hòa Bình vào sáng ngày 15 tháng 6. Một cán bộ phường Liêm Chính Phủ Lý, quê nhà Phương Oanh đã xác nhận thông tin này. Trước đó vào ngày 9 tháng 5, ông Nguyễn Hòa Bình thông báo hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ cũ là doanh nhân Đào Lan Hương. Sau một thời gian dài vắng bóng, ca sĩ Thu Minh tái xuất với dự án âm nhạc mới. Đây là chương trình do chính Thu Minh trực tiếp sáng tạo dựa trên mong muốn từ lâu của nữ nghệ sĩ là tạo ra một không gian trình diễn âm nhạc và tương tác giữa Thu Minh và các nghệ sĩ đồng nghiệp. Chipu xinh đẹp đón sinh nhật tuổi 30. Do vẫn đang trong lịch trình quay Đạp Gió nên năm nay nữ ca sĩ đã chào tuổi mới tại Trung Quốc. Mới đây, Bảo Thy chia sẻ hình ảnh trong chuyến du lịch ở Hàn Quốc. Trong ảnh, nữ ca sĩ diện đồ cá tính, khoe khéo đôi chân dài nuột nà cùng làn da trắng sứ. Mặc dù mới hạ sinh quý tử chưa lâu nhưng nữ ca sĩ đã rất nhanh chóng lấy lại vóc dáng. Sau khi được bạn trai học tiến sĩ cầu hôn, Á hậu Việt Nam 2020 Phương Anh chăm khoe hình thể quyến rũ với phong cách thời trang ngọt ngào. Trước đó, nàng hậu gắn liền với phong cách nhẹ nhàng, trong sáng. Hoa hậu Tiểu Vy ngày càng táo bạo khi theo đuổi phong cách gợi cảm. Công chúng cũng chấp nhận một cô hoa hậu Việt Nam thế hệ mới ăn diện gợi cảm, cá tính thay vì chỉ dịu dàng một màu như trước. Dù là tên tuổi đình đám trong làng mẫu nhưng Võ Hoàng Yến thừa nhận công việc này không cho cô sự ổn định lâu dài. Người đẹp tiết lộ lấn sân kinh doanh để lo cho tương lai.